Chào con, trong chủ đề năm, qua những văn bản chúng ta đã được đến khám phá rất nhiều những cái vùng đất khác nhau. Chúng ta đã đến với huyện đảo Cô Tô để thấy được một vùng biển đảo vô cùng là thiên nhiên rất là trong trẻo, tươi sáng, tràn đầy màu sắc và con người thì tràn đầy sức sống. Chúng ta đã khám phá hang én để thấy được những cái món quà vô giá của tự nhiên mang lại cho con người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những dòng sông. Vậy thì con đã biết những dòng sông, những đồng bằng lớn nào ở nước ta? Các bạn có thể dừng video này lại trong thời gian khoảng 1 phút thử thách và liệt kê ra những cái dòng sông hay những đồng bằng mà các con đã biết. Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm khác nhau, nhiều hiểu biết khác nhau, kết hợp từ những bộ môn lịch sử, địa lý để chúng mình có thể trả lời câu hỏi của cô Thủy, đúng nào? Và ở đây cô Thủy muốn giới thiệu với các con một số những dòng sông rất là độc đáo. Các con có biết đây chính là dòng sông nào không? Đây chính là sông Đà, được gọi là dòng sông của ánh sáng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì từ cái địa hình rất là đặc biệt, con người đã xây đập, đã xây dựng nhà máy thủy điện sông Đà, mang lại cái nguồn điện, sản lượng điện rất là lớn, cung cấp cho cả nước. Bởi vậy, sông Đà được gọi là dòng sông ánh sáng. Còn đây chính là sông Hồng gắn với thủ đô Hà Nội. Dòng sông mang cái màu sắc đặc biệt, đó là sắc, sắc hơi ngà hồng, bởi vì đỏ nặng phù sa, hình thành đồng bằng sông Hồng rất là rộng lớn và trù phú. Đây là hình ảnh của dòng sông Hương Hiền Hòa gắn với mảnh đất cố đô Huế, rất là giàu giá trị văn hóa và lịch sử, cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Bạn nào đã đến Đà Nẵng thì chắc không thể quên được. Đây chính là hình ảnh của dòng sông Hàn với chiếc cầu rồng bắc ngang qua, rất là đẹp, một điểm đến của du lịch, đúng không nào? Và sông Hàn thì luôn luôn rực rỡ sắc màu, biểu tượng cho nhịp sống rất là sôi động và hiện đại ở thành phố này. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với dòng sông Cửu Long hay còn gọi là sông Mê Công. Sông Mê Công thì bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng từ Trung Quốc và chảy qua 4 nước, đó là Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia trước khi chảy vào Việt Nam và đổ ra Biển Đông. Và khi mà vào Việt Nam thì sông Mê Công tách ra với làm 9 nhánh và chính vì thế cái tên Cửu Long mới xuất hiện. Cửu Long có nghĩa là giống ví 9 nhánh của sông Mê Công giống như là 9 con rồng cùng hạ xuống mặt đất và đi ra biển. Cửu Long mang ý nghĩa như vậy. Và dòng sông Cửu Long đã làm nên đồng bằng sông Cửu Long rất là rộng lớn, cái vựa lúa của miền Nam nước ta và mang đến rất nhiều có ảnh hưởng rất là lớn, mang đến những nhiều nguồn lợi cho cái cuộc sống của con người nơi đây. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng sông Cửu Long qua đọc hiểu văn bản Cửu Long Giang Ta Ơi của tác giả Nguyên Hồng. Các con hãy cùng mở sách giáo khoa trang 119 để bắt đầu khám phá văn bản này. Trong tiết học, chúng ta sẽ hướng tới những mục tiêu sau đây. Thứ nhất, các con có thể phân tích được những đặc sắc về nghệ thuật, về nội dung của bài thơ. Thứ hai, chúng mình nhận biết và đồng cảm với tình yêu, quê hương, đất nước, niềm tự hào của tác giả được bộc lộ rất rõ nét trong văn bản này. Và chúng ta cũng có thể đánh giá được những cái đặc sắc và học hỏi được những cái thông điệp từ tác giả gửi gắm đến người đọc. Chúng ta hãy cùng vào phần 1 La Mã, đọc văn bản và tìm hiểu khái quát. Trước hết, những cái thông tin về tác giả thì chúng ta có thể đọc ở trang 121 trong sách giáo khoa. Về tác giả Nguyên Hồng đã được giới thiệu khá là chi tiết. Ông sinh năm 1918, mất năm 1982. Ông sinh ra ở Nam Định và sống chủ yếu ở thành phố Cảng Hải Phòng. Và Nguyên Hồng thì sáng tác ở nhiều thể loại như là truyện ngắn này, tiểu thuyết này, ông viết cả ký này và sáng tác cả thơ. Và dù với bất cứ cái thể loại nào thì những sáng tác của Nguyên Hồng cũng thể hiện cái phong cách định hình rất là rõ nét. Đó chính là cái lối viết đầy cảm xúc.
mỗi trang viết, trang thơ của ông đều dạt dào những cảm xúc rất là chân thành, tình yêu mãnh liệt đối với con người, đối với cuộc sống và niềm tự hào về những cảnh sắc con người trên mọi miền của Tổ quốc. Các tác phẩm chính của ông các con có thể tìm đọc, ví dụ như là với hồi ký, đó là những ngày thơ ấu này. Các con đã được tìm hiểu trong sách giáo khoa của chúng ta. Rồi là Bỉ Vở này, Trời Xanh này là tác phẩm thơ, Bỉ Vở thì là tiểu thuyết, tiểu thuyết Cửa Biển hay là Bước Đường Viết Văn là hồi ký tác giả. Các con có thể tìm đọc thêm để thấy được rõ nét hơn cái phong cách sáng tác cũng như là những đóng góp của tác giả Nguyên Hồng đối với nền văn học Việt Nam. Với bài thơ này, các bạn chú ý, chúng ta sẽ sử dụng phương thức đọc ở đây, đó là chiến thuật đọc ở đây là đọc hình dung. Chúng ta sẽ vừa đọc và hình dung, tái hiện và có thể nói to những cái đặc điểm, những cái chi tiết hình ảnh hiện lên trong đầu chúng ta khi mà đọc những dòng thơ của tác giả. Ngày xưa ta đi học, 10 tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu, mắt ngừng lên trong bản đồ rực rỡ như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ. Bản đồ mới, tường vôi cũng mới, thầy giáo lớn sao, thước bảng cũng lớn sao, gậy thần tiên và cánh tay đạo sĩ đưa ta đi sông núi tuyệt vời. Tim đập mạnh và hồn ngây không sao hiểu, mê công sông dài hơn 2.000 cây số mong manh. Phần đọc còn lại, với những phần còn lại các con có thể tự đọc, cô đọc một đoạn để chúng ta có thể nhận xét được về thể thơ của bài thơ này. Chúng ta thường quen với đặc trưng của thơ xoay quanh số dòng, số tiếng, đúng không nào? Thế nhưng bài thơ Cửu Long Giang Ta Ơi thì chúng ta thấy là không theo cái quy luật về số dòng, số tiếng. Có những dòng chỉ có 3 tiếng, ví dụ như là Mê Công Chảy, hay là 4 tiếng Cây Lao Lá Đổ, hay là Ngày Xưa Ta Đi Học là 5 tiếng. Nhưng có những câu thì rất dài, Mê Công sông dài hơn 2.000 cây số mong manh, đúng không nào? Câu thơ dài giống như là hơn 2.000 cây số mong manh của dòng sông Mê Công vậy. Đó chính là đặc trưng của thể thơ tự do. Và thể thơ tự do đã góp phần giúp tác giả có thể bộc lộ cái cảm xúc càng chân thành, càng mãnh liệt, càng dạt dào với những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc thì là da diết bồi hồi nhớ lại tuổi thơ quá khứ, có lúc thể hiện sự choáng ngợp trước cái thiên nhiên, trước dòng sông rất là hùng vĩ. Có những đoạn, có những câu thơ thì ngắn và gấp, giống như là cái nhịp chảy, cái dòng chảy chẳng hạn. Mê Công Chảy, Cây Lao Lá Đổ, Lan Hoang Dứa Mật Thông Nhựa Lên Hương, Những Trưa Hè Ngun Ngút Nắng Trường Sơn, Ngẫm Nghĩ Voi Đi Thác Khôn Cười Trắng Xóa. Đó, câu thơ lúc ngắn lúc dài như là cái nhịp chảy của dòng sông, khi hiền hòa, khi dữ dội, lúc chảy dài, khi thác dữ đột ngột, vân vân. Đó. Hay là Nam Bộ ở trang 119, câu thơ chỉ có 2 chữ thôi, Nam Bộ, để nhấn mạnh về cái địa danh cũng như là cái khoảng không gian, cái địa danh gắn với lãnh thổ của đất nước. Đó. Điều thứ ba chúng ta chú ý là phương thức biểu đạt của văn bản này. Người ta thường nói thơ là tiếng nói trữ tình. Trong bài thơ này, tác giả phương thức biểu đạt chính là biểu cảm, nhưng tác giả cũng kết hợp với cả tự sự và miêu tả. Tự sự đó là khi chúng ta thấy là ngay cái câu thơ đầu tiên, ngày xưa ta đi học, 10 tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu, đó là sự hoài niệm về với quá khứ, đúng không nào? Rồi là Mê Công Chảy, Cây Lao Lá Đổ này, ta đi bản đồ không nhìn nữa, đó cái hành trình của cuộc đời. Và đến khi mà tác giả đã trưởng thành, ta đã lớn, thầy giáo già đã khuất. Như vậy là phương thức tự sự này kết hợp với miêu tả qua rất nhiều những cái chi tiết tái hiện vẻ đẹp của dòng sông Mê Công. Các bạn sẽ lát nữa chúng mình sẽ tìm thấy khi trả lời câu hỏi số 3 của bài học trang 121. Và phương thức biểu cảm thể hiện cái cảm xúc của tác giả bộc lộ rất là rõ qua nhịp điệu, qua câu từ, qua cả những cái cách, qua những cái hình ảnh, những cái câu từ và cách biểu đạt tình cảm rất là trực tiếp trong bài thơ này. Chúng ta chú ý một số những cái từ khó đã được chú thích trong sách giáo khoa ở phía cuối trang, ở cuối trang 119, 120 đều có. Đầu tiên
chú thích số 1 gậy thần tiên này, và chú thích số 2 đạo sĩ. Đây chính là phép ẩn dụ. Thay vì gọi là cái cây thước mà các thầy cô giáo thường dùng, ví dụ thường dùng để chỉ kéo dài ngắn, để chỉ những cái bản đồ, những cái điểm trên bản đồ đó, cây thước thì được ví là gậy thần tiên của thầy giáo trong cái nhìn rất là mơ mộng của học trò. Và lúc đó thì với cái hình ảnh là cầm cái gậy thần tiên đó, thì thầy giáo đã được gọi thay bằng cái danh từ đó là đạo sĩ. Ở đây chỉ hình ảnh của người thầy được ngưỡng mộ trong mắt học trò. Thầy giống như là có bàn tay, có phép lạ để đưa học trò đi du ngoạn khắp mọi nơi trên cái tấm bản đồ rực rỡ sắc màu mà thầy mang đến cho lớp học. Hay là chú thích về sông Mekong này. Trường Sơn là dãy núi dài nhất Việt Nam, kéo dài từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào, giáp Nghệ An tới cực nam của Trung Bộ. Trường Sơn được chia thành Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam, ngăn cách bởi dãy núi Bạch Mã. Một kiến thức về địa lý, thác Khôn là một thác nước trên sông Mekong nằm ở phía tây nam Lào. Hay là chú thích ở trang 120 về Phù Sa. Phù Sa ở đây được lý giải đó là đất cát nhỏ mịn và cuốn trôi theo dòng sông và lắng đọng lại ở bãi sông, bãi bồi. Và những dòng sông mà mang theo nhiều phù sa như vậy thì sẽ bồi đắp lên được những cái đồng bằng rất là rộng lớn. Và ở những đồng bằng đó thì con người có thể cày cấy, rồi là cày cấy rất là thuận lợi, mang lại cái sự trù phú và nguồn lợi về mặt kinh tế để con người phát triển về mặt nông nghiệp. Những cái chú thích số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ở phần cuối trang 120 đó là tên gọi của những cái địa danh rất là quen thuộc ở Nam Bộ xưa và nay. Đó. Ngoài ra các bạn có thể đọc và tra cứu thêm những cái từ khó trong sách giáo khoa hoặc là tra qua từ điển. Các bạn chú ý, trong sách giáo khoa ở câu hỏi số 1 trang 121 hỏi chúng ta rằng: theo em thì nhan đề bài thơ có gì đặc biệt và nhan đề ấy gợi cho chúng ta cảm xúc gì? Chúng ta hãy quan sát nhan đề của bài thơ, đó là Cửu Long Giang ta ơi. Thì Cửu Long Giang, Giang có nghĩa là sông, Cửu Long Giang là tên gọi của dòng sông. Cái nhan đề gồm có 3 cụm. Cửu Long Giang là tên gọi của dòng sông khi mà sông Mekong chảy vào lãnh thổ Việt Nam thì nó tách làm 9 nhánh sông, vì thế gọi là hệ thống sông, sông Cửu Long, tác giả gọi là Cửu Long Giang. Thứ hai là chữ ta. Ta ở đây thì gợi sự thân thiết và sở hữu, đánh dấu cái chủ quyền của sông Mekong khi mà chảy vào đất nước Việt Nam, thì chúng ta đặt những cái tên với những cái nhánh sông, cửa sông khác nhau, đúng không nào? Đánh dấu vừa gợi sự thân thiết, vừa gợi cái ý thức sở hữu của dòng sông ở trên lãnh thổ Việt Nam. Và cuối cùng là cái chữ ơi đó. Cái chữ ơi thì giống như là cái lời mời gọi, đúng không nào? Mời gọi rất là gần gũi, thể hiện sự gần gũi, thân thiết, gắn bó và cái cảm xúc chan hòa của tác giả đối với cái dòng sông này. Bây giờ chúng ta hãy cùng sang phần 2 La Mã để khám phá chi tiết văn bản. Với văn bản này, chúng ta sẽ định hướng theo những cái câu hỏi mà đã được đưa ra trong sách giáo khoa, từ câu hỏi số 2 cho đến câu hỏi số 5. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu phần 1. Trong đoạn thơ đầu tiên, tác giả đã tái hiện hình ảnh của dòng Cửu Long Giang trong cái ký ức của tuổi thơ. Nhưng không phải chỉ đơn thuần là dòng Cửu Long Giang, mà còn qua một cái chi tiết đặc biệt, đó là gì? Là tấm bản đồ rực rỡ. Ngày xưa ta đi học, 10 tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu, mắt ngẩng lên trong bản đồ rực rỡ như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ. Ở cái lời thơ mở đầu, tác giả tái hiện một cái khung cảnh rất là đặc biệt. Đó là khung cảnh của trường lớp khi mà tác giả còn là một cậu bé nhỏ tuổi, đúng không nào? Ngày xưa ta đi học và cái thời gian đó là 10 tuổi. Trong cái không gian gió thổi mùa thu là không gian rất là lãng mạn, êm đềm, gợi cho chúng ta thấy đó là một tuổi thơ rất đẹp với gia đình, với trường lớp, với bạn bè, thầy cô. Và một cụm từ đặc biệt đã hiện lên, đó là trong bản đồ rực rỡ. Ở câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa, em hình dung thế nào về tấm bản đồ rực rỡ và nhân vật trong bài thơ ấy đã có cảm xúc như thế nào?
khi nhìn tấm bản đồ ấy. Các con hiểu tấm bản đồ rực rỡ đây là gì? Nó vừa có cái ý nghĩa thực, đó chính là cái tấm bản đồ mà có lẽ là thầy giáo đã sử dụng để làm phương tiện dạy học, để giới thiệu cho các bạn học sinh về những cái vùng miền, những địa danh, những cái kiến thức về lịch sử, về địa lý trên đất nước, đúng không nào? Đó là cái tấm bản đồ mà được sử dụng trong trường học. Nhưng ở đây tác giả còn dùng nó với cái ý nghĩa đặc biệt, đó là tấm bản đồ rực rỡ. Hình ảnh bản đồ chính là hình ảnh của đất nước. Và hai chữ rực rỡ đó cho chúng ta thấy được cái cảm nhận rất là độc đáo, riêng biệt. Đó là hình ảnh của đất nước với những cái vùng miền khác nhau, với những cái đặc sắc khác nhau về lịch sử, về địa lý, về tự nhiên, về văn hóa. Đó. Và tất cả mỗi vùng miền một màu sắc khác nhau, một cung bậc khác nhau gộp lại tạo thành cái sự rực rỡ độc đáo trên tấm bản đồ đó. Và tác giả đã ví như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ, phép tu từ so sánh đã được sử dụng trong đoạn này để gợi cái cảm xúc, gợi những cái liên tưởng rất là thú vị ở cái vị trí là một cậu bé 10 tuổi với những cái bài giảng mà thầy giáo mang đến, đúng không nào? Và về cảm xúc của nhân vật trong bài thơ, chúng ta thấy vừa có sự cái cảm xúc rất là thích thú, đúng không nào? Háo hức này, bản đồ mới, bức tường vôi cũng mới, thầy giáo lớn sao, thước bản cũng lớn sao. Ở góc nhìn của một đứa trẻ thì trường lớp này, bản đồ này, bức tường vôi, thậm chí cả thầy giáo, thước bản cũng đều rất là to lớn, rất là thú vị. Và cậu bé ấy đang nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh trong trường lớp với một sự ngưỡng mộ và háo hức. Gậy thần tiên và cánh tay đạo sĩ, trong đây chính là phép tu từ ẩn dụ, đúng nào? Thầy giáo giống như là một đạo sĩ mang đến rất nhiều những điều thú vị, rất nhiều những cái bí mật kỳ thú mang đến cho lũ trẻ. Và cái bút chỉ bản đồ của thầy chính là chiếc gậy thần tiên trong những câu chuyện cổ tích. Thầy đưa đến đâu thì ở đó lại mở ra những điều mới mẻ với lũ trẻ, đưa ta đi sông núi tuyệt vời là vì vậy. Và cái từ tuyệt vời cũng đã thể hiện cái cảm xúc của nhân vật trữ tình, đó chính là sự thích thú, sự vui mừng, sự háo hức và có cả những cái khát khao được khám phá. Và những cái ước mơ khát khao ấy đã được khơi dậy từ chính bàn tay rất là độc đáo, từ gậy thần tiên của người thầy, đúng không nào? Tim đập mạnh, hồn ngây không sao hiểu. Cái tim đập mạnh và hồn ngây chính là biểu hiện của sự háo hức mà lúc đó với một đứa trẻ thì chưa thể lý giải được, chỉ có cái cảm nhận về sự háo hức đó thì là còn rõ nét và còn theo chân tác giả đến suốt sau này. Và ngay từ lúc đó thì dòng sông Mekong đã hiện lên. Mê Công sông dài hơn 2.000 cây số mông manh. Đây là một câu thơ khá độc đáo. Nhịp thơ đang ngắn bỗng trở nên rất là dài, và dài như cái trường ca của Mê Công bắt nguồn từ rất là xa xôi, từ Trung Quốc và chảy vào Việt Nam, vượt qua rất nhiều quốc gia, vượt qua rất nhiều chặng đường xa xôi như vậy để tìm đến với Biển Đông. Hơn 2.000 cây số mông manh. Cậu bé dường như đang choáng ngợp với sự hùng vĩ của con sông, đúng không nào? Như vậy chúng ta thấy, tự chung lại thì các con đã có thể trả lời câu hỏi số 2 trong bài thơ, trong phần tìm hiểu bài. Đó là hình ảnh tấm bản đồ rực rỡ trong bài thơ, tượng trưng cho hình ảnh Tổ quốc rất là thiêng liêng, hùng vĩ và tràn đầy màu sắc. Thầy giáo mang đến không gian háo hức, mê say và khơi gợi lên trong lũ trẻ bao nhiêu ước mơ, khát khao được khám phá mọi miền Tổ quốc. Và từ chính tấm bản đồ ấy, từ những cái cảm xúc tim đập mạnh và hồn ngây ấy đã thúc giục những cái bước chân trưởng thành và khám phá thế giới xung quanh. Và thế giới ấy chính là vẻ đẹp của dòng sông đã được tái hiện trong cái hành trình của tác giả. Các con hãy đọc đoạn thơ tiếp theo từ chỗ mê công chảy cho đến truyền cháu con không bao giờ chia cắt. Trong đó các bạn đặc biệt chú ý đến đoạn từ mê công chảy cho đến suối mát dội trong lòng rửa chịu quả. Để bước đầu chúng ta tìm những chi tiết miêu tả vẻ đẹp của dòng sông và biện pháp tu từ mà tác giả đã sử dụng.
Mê Công chảy, cây lao lá đổ, lan hoang dứa mật thông nhựa lên hương. Những trưa hè ngun ngút nắng Trường Sơn, ngẫm nghĩ voi đi, thát khôn cười trắng xóa. Ta đi bản đồ không nhìn nữa, sáng mùa thu còn lại bướm với trời xanh. Trúc đào tươi, chim khuyên rỉa cánh, xương động long lanh. Ta cởi áo lội dòng sông ta hát, Mê Công chảy, Mê Công cũng hát. Rừng núi lùi xa, đất phẳng thở chan hòa, sóng tỏa chân trời buồm trắng. Nam Bộ, Nam Bộ, chín nhánh Mê Công phù sa nổi váng, ruộng bãi Mê Công trồng không hết lúa, bến nước Mê Công tôm cá ngợp thuyền, sầu riêng thơm dậy đất thủ biên, suối mát dội trong lòng dừa trĩu quả. Đây chúng ta thấy trong những cái câu thơ như là tái hiện những cái hành trình khám phá của tác giả gắn với cái dòng sông Mê Công, và có những cái không gian không phải ở đất nước mình, đó là không gian khi mà dòng sông Mê Công vẫn còn ở phía của Lào. Mê Công chảy, cây lao lá đổ, lan hoang dứa mật, rồi là những trưa hè ngun ngút nắng Trường Sơn, ngẫm nghĩ voi đi, thác khôn cười trắng xóa. Thác khôn là một thác nước trên sông Mê Công nằm ở phía tây nam của Lào đó. Và chúng ta thấy là trong cái dòng chảy của Mê Công có những cái cung bậc khác nhau. Nếu như đoạn đầu tiên này là những cái câu thơ chủ yếu là câu thơ ngắn và gợi lên được cái sự sự hoang vu của thiên nhiên khi mà chảy qua cái vùng rừng núi và có cả những cái thác, hình ảnh thác rất là hùng vĩ như là thác khôn cười trắng xóa, rồi là cây lao lá đổ, vượt qua cái chặng đường hiểm trở núi dốc đèo cao của vùng rừng núi thì Mê Công đã đến với, dường như là vượt qua những cái cung bậc rất là hào hùng, hùng vĩ đó, hiểm trở đó, thì đến với Việt Nam lại một dáng vẻ khác. Đó là sự cái cảm giác êm đềm trong những câu thơ tiếp theo. Đó là sáng mùa thu lại còn bướm với trời xanh này, trúc đào tươi, chim khuyên rỉa cánh, xương động long lanh. Đó. Và dòng sông lúc này không còn là thác cười trắng xóa hay là cây lao lá đổ dữ dội nữa, mà bỗng trở nên hiền hòa. Mê Công chảy, Mê Công cũng hát. Đó chính là cái khúc hát yên bình, êm đềm, hiền hòa và bồi đắp cho cuộc sống của con người. Mê Công đã tạo nên chín nhánh của sông Mê Công đã tạo thành hệ thống sông Cửu Long, mang đến một đồng bằng sông Cửu Long rất là rộng lớn, trù phú, thiên nhiên ưu ái với con người. Đất rừng núi lùi xa, đất phẳng thở chan hòa. Hai cái chữ chan hòa cho chúng ta thấy được cái không gian rất là yên bình, rất là thi vị. Sóng tỏa chân trời buồm trắng. Và trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam thì chúng ta đặc biệt chú ý đó chính là những cái câu thơ chín nhánh Mê Công phù sa nổi váng, ruộng bãi Mê Công trồng không hết lúa, bến nước Mê Công tôm cá ngợp thuyền. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì trong những câu này các con nhỉ? Đó chính là phép tu từ điệp ngữ và cả điệp cấu trúc nữa. Từ Mê Công được lặp lại 3 lần này, rồi là cái cấu trúc của câu thơ chín nhánh Mê Công, ruộng bãi Mê Công, bến nước Mê Công. Đó. Và mỗi khi hai chữ Mê Công vang lên, chúng ta thấy cái vế đằng sau của nó là gì? Phù sa nổi váng, trồng không hết lúa, tôm cá ngợp thuyền. Và tác giả đã cảm nhận không chỉ ở bằng thị giác để quan sát cái thiên nhiên, để thấy được sự hiền hòa, trù phú, mà còn cảm nhận được bằng cả cái hương vị. Đó chính là hương vị của một loài trái cây rất quen thuộc ở đồng bằng Nam Bộ, sầu riêng thơm dậy đất thủ biên, suối mát dội trong lòng dừa trĩu quả. Đó, những cái loại sản vật rất là độc đáo, đặc trưng cho vùng đất này. Và qua đó chúng ta thấy được dòng sông vượt qua những cái thác giữ thiên nhiên hiểm trở ở vùng nước bạn, khi chảy vào Việt Nam, đó là một dòng sông mênh mông, trù phú và cũng rất thơ mộng, hiền hòa. Thiên nhiên rất ưu ái cho con người, mang đến cái vùng đất đai rộng lớn để trồng trọt, cấy cày, phát triển cuộc sống. Tôm cá thì ngợp thuyền, phù sa nổi váng, trồng không hết lúa.
có một điểm thú vị khi mà các con tìm hiểu ở ở bộ môn địa lý chẳng hạn, thì đồng bằng sông Cửu Long thiên nhiên rất là ưu ái chan hòa, và người ta có thể trồng ba, thậm chí là hiện nay thì đã có những cái giống lúa mà với cái ngày, cái thời gian canh tác rất là ngắn, trồng được ba thậm chí là bốn vụ lúa trên một năm, mang đến cái sản lượng lương thực lúa gạo lớn nhất trên cả nước, phục vụ cho công tác cả tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu đi các quốc gia khác, mang lại cái nguồn lực về kinh tế rất là lớn. Qua đó chúng ta càng thấy được sự trù phú mà sông Cửu Long đã mang đến cho người dân ở vùng miền này. Bên cạnh việc tái hiện vẻ đẹp vừa trù phú vừa thơ mộng của dòng sông, thì tác giả cũng tái hiện vẻ đẹp của người dân Nam Bộ. Đó chính là ở câu hỏi số 4 trang 121. Hình ảnh người nông dân Nam Bộ được tác giả khắc họa qua những chi tiết nào? Những chi tiết đó gợi cho em cảm nhận gì về con người nơi đây? Chúng ta có thể đọc những câu thơ: Mê Công quặn đẻ chín nhánh sông vàng, nông dân Nam Bộ gối đất nằm xương, mồ hôi vã bãi lầy thành đồng lúa, thành những tên đọc lên nước mắt đều muốn ứa. Những Hà Tiên, Gia Định, Long Châu, những Gò Công, Gò Vấp, Đồng Tháp, Cà Mau, những mặt đất cho ông ta nhắm mắt truyền con cháu không bao giờ chia cắt. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của con người xuất hiện song hành cùng với hình ảnh của dòng sông. Nếu dòng sông là gì? Mê Công quặn đẻ chín nhánh sông vàng. Dòng sông cũng rất là kiên cường để bồi đắp cho con người vượt qua khó khăn hiểm trở, để đến đây là chín nhánh sông vàng, thể hiện sự trân trọng của con người đối với những gì mà dòng sông đã mang đến. Và trên cái nền về thiên nhiên rất trù phú đó, con người đã có một cái điểm tựa để phát triển, nhưng không gì là dễ dàng. Con người cũng phải trải qua rất nhiều những khó khăn vất vả, trải qua quá trình lao động, chăm chỉ, cần cù. Gối đất nằm xương này, mồ hôi vã, bãi lầy thành đồng lúa. Rất nhiều những giọt mồ hôi đã rơi trên những cánh đồng đó. Và gối đất nằm xương chính là cái thành ngữ để gợi tả cái sự vất vả, gian lao của con người trong cái quá trình lao động. Không gì có thể đến một cách dễ dàng, có lao động, cần cù chăm chỉ mới đạt được những cái thành quả, đúng không nào? Đó là sự cần cù, lao động. Và trải qua, chú ý những cái cụm từ này, đọc lên nước mắt đều muốn ứa, cho ta thấy được cái biểu cảm, tình cảm của tác giả được biểu đạt một cách trực tiếp, đó chính là sự bùi ngùi khi hồi tưởng lại quá khứ, có cả những tháng ngày rất là vất vả, đau khổ, vượt qua cả những cái năm tháng chiến tranh để gìn giữ cái mảnh đất, gìn giữ cái quê hương. Và những mảnh đất cha ông ta nhắm mắt truyền con cháu không bao giờ chia cắt đã trở thành cái truyền thống của con người, được lưu giữ lại từ ngàn đời. Đó chính là không chỉ có sự chăm chỉ, cần cù, mà còn phải gắn kết để giữ gìn đất đai sông núi. Bởi vì mỗi tấc đất, mỗi con sông đều là giá trị, đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của cha ông đã đổ xuống. Và những cái phẩm chất đó của con người, của người dân Nam Bộ đã cho chúng ta thấy được sự yêu quý, sự trân trọng của tác giả với cả thiên nhiên, với cả con người nơi đây. Ở đoạn thơ cuối cùng, chúng ta thấy tác giả đã trở về với hiện tại, lúc này đã là một người trưởng thành. Ta đã lớn, thầy giáo già đã khuất, thước bảng to nay thành cán cờ sao. Những tên làm man mác tuổi thơ xưa đã thấm máu của bao hồn bất tử. Trong bài thơ này, chúng ta thấy dường như có cả sự chảy trôi của thời gian. Từ lúc mà tác giả còn là một cậu bé 10 tuổi, đó, vẫn thấy mọi thứ thật là lớn lao, thầy giáo được nhìn với cái ánh, nhìn thầy giáo với cái ánh mắt vô cùng là ngưỡng mộ. Và đến đây thì cậu bé năm nào đã trở thành một người trưởng thành với cái góc nhìn và những cái cảm xúc trải nghiệm đã rất là khác so với trước. Thầy giáo thì cũng đã khuất, và những cái tên làm man mác tuổi thơ xưa gợi lại những cái kỷ niệm hoài niệm.
hình ảnh cán cờ sao chính là hình ảnh của Tổ quốc, và lá cờ đó trở thành một cái biểu tượng rất là vừa gần gũi nhưng đồng thời cũng lớn lao, thể hiện sự trân trọng của tác giả. Cờ sao chính là tượng trưng cho đất nước, tượng trưng cho lịch sử của dân tộc, tượng trưng cho dòng máu của bao linh hồn bất tử cha ông đã ngã xuống để dựng thẳng cái lá cờ đó. Qua đây chúng ta thấy thời gian thì chảy trôi không ngừng, và rất nhiều những thế hệ đã hóa thân vào non sông đất nước để nối tiếp, để viết lên những hành trình vinh quang của Tổ quốc trong quá trình gìn giữ và xây dựng đất nước. Chính điều đó đã làm nên những linh hồn bất tử và đất nước thì mãi mãi vẹn tròn, đẹp đẽ và linh thiêng. Những câu từ đó đã cho chúng ta thấy được cái sự những cái trải nghiệm của tác giả, và đồng thời đó là sự yêu quý, trân trọng, những cái cảm xúc vô cùng thiêng liêng đối với đất nước, với non sông. Và trong hình ảnh của non sông không thể không nhắc tới những dòng sông trong cái hệ thống sông Cửu Long đã làm nên lịch sử, góp phần làm nên đất nước ngày càng giàu mạnh như hôm nay. Như vậy, trong bài học này, chúng ta thấy tác giả đã sử dụng những cái ngôn ngữ rất giàu sức gợi này, với nhiều hình ảnh, phép tu từ độc đáo, phương thức tự sự kết hợp với miêu tả và biểu đạt cảm xúc một cách trực tiếp, đan xen lẫn nhau, rất là thú vị. Qua đó, tác giả vừa tái hiện dòng Cửu Long Giang rất là thơ mộng, trù phú và bộc lộ một cách trực tiếp tình yêu quê hương đất nước rất sâu nặng của mình qua những cái áng thơ rất dạt dào cảm xúc. Ở câu hỏi số 5 trong sách giáo khoa, bài thơ Cửu Long Giang ta ơi có nhiều hình ảnh sinh động và giàu sức gợi. Con thích hình ảnh nào và vì sao? Các bạn có thể lựa chọn một trong số những cái hình ảnh trong bài thơ này mà các con thích để trả lời câu hỏi số 5. Có thể có bạn sẽ thích hình ảnh của tấm bản đồ rực rỡ, tượng trưng cho đất nước, và qua đó chúng ta thấy được sự đa dạng về sắc màu, về thiên nhiên, về địa lý, về lịch sử, về con người, về phong tục tập quán sinh hoạt. Đó chính là đất nước ta qua cái bề dài hàng triệu năm phát triển lịch sử này. Hay là có bạn thì thích sự hùng vĩ của dòng sông Mekong, có bạn thì yêu thích sự êm đềm của sông Mekong, đất phẳng thở chan hòa, sóng tọa chân trời buồm trắng. Hay là sự trù phú, phù sa nổi váng trồng không hết lúa, tôm cá ngợp thuyền. Và cũng có thể các con cũng lắng đọng lại với những cái cảm xúc, đó là hình ảnh của người nông dân Nam Bộ gối đất nằm xương. Các bạn có thể lựa chọn bất cứ chi tiết nào các con thích và lý giải vì sao con thích để trả lời cho câu hỏi số 5 trong sách giáo khoa nhé. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, các con hãy hoàn thành bài tập số 6. Đó là hãy nêu những cảm nhận của con về tình yêu của tác giả với dòng sông Mekong, với quê hương đất nước được thể hiện trong bài thơ. Tình cảm của tác giả đã được bộc lộ một cách trực tiếp xuyên suốt trong toàn văn bản, từ những ký ức của tuổi thơ với những cái trải nghiệm quan sát trong cái hành trình của tuổi trẻ và cả khi mà tác giả đã trưởng thành. Và qua cái hành trình đó, chúng ta thấy đều bộc lộ cái điểm chung, đó là tình yêu, sự gắn bó, sự trân trọng, đúng không nào? Đối với dòng sông Mekong nói riêng và với thiên nhiên mọi miền trên quê hương đất nước nói chung. Chúng ta sẽ thể hiện điều đó bằng có lẽ là bằng đoạn văn từ 5 cho đến 7 câu để hoàn thiện nội dung của bài tập số 6 này. Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng để khép lại bài học. Như vậy, trong tiết học ngày hôm nay, cô Thủy đã cùng các con chúng ta đọc hiểu bài thơ Cửu Long Giang ta ơi của tác giả Nguyên Hồng. Đây là một bài thơ khá thú vị và dạt dào cảm xúc, thể hiện rất rõ nét cái phong cách của tác giả. Đó chính là những cái hồn thơ, những cái trang viết luôn luôn dạt dào cảm xúc tình yêu quê hương đất nước. Hy vọng rằng bên cạnh bài thơ này, các con sẽ khám phá thêm những cái tác phẩm khác, đặc biệt là những cuốn hồi ký của tác giả, để thấy được sự độc đáo, thú vị trong phong cách sáng tác của tác giả này, cũng như là bồi đắp thêm, đồng cảm thêm với tác giả về tình yêu quê hương đất nước. Đó là một tình cảm vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Chào các con.